3-4-3. Đã có phản ứng của Di Mario. Thẻ đỏ trực tiếp. Rất đáng tiếc. Vào thời điểm mà Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn thì chỉ một động tác nóng nảy của Di Mario thôi đủ để khiến cho Thanh Hóa rơi vào tình trạng phải thiếu người. Quá đáng tiếc cho Di Mario. Cái lắc đầu ngán ngẩm của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng khi chứng kiến phản ứng của cậu trò. Không cần thiết phải có một tình huống như vậy. Di Mario bị phạm lỗi nhưng sau đó thì anh có phản ứng đối với Lâm Quý. Nhưng với một tình huống như vậy, có lẽ là trọng tài dành cho Di Mario một chiếc thẻ vàng cũng là hợp lý hơn. Nó không phải là một tiếng đánh nguội. Lâm Quý đẩy người với Di Mario trước. Và sau đó thì Di Mario trong nỗ lực đưa trái bóng vào cuộc nhanh đã có phản ứng đối với Lâm Quý. Dù sao thì quyết định cũng đã được đưa ra. Và đây có thể sẽ là bước ngoặt của trận đấu này vào thời điểm mà Thanh Hóa đang chơi tốt hơn so với chính họ. Di Mario, 1-1 với Victor Di Mario. Không có gì cả. Và Di Mario thì cũng không nên phản ứng. Luôn biết cách để trở thành trung tâm của sự chú ý. Đó là Di Mario. Trong màu áo của Hoàng Gia Lai, của FLC Thanh Hóa, trong máu của Hà Nội và bây giờ là Hải Phòng. Thẻ vàng. Như đã nói thì Di Mario không nên có những phản ứng như vậy. Thẻ phạt cho phản ứng của Di Mario. Con ngựa trứng mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có lẽ là vẫn chưa thể cầm cương hoàn toàn, vẫn chưa thể kiềm chế được anh cho những tình huống như thế này. Đó là pha tranh chấp với Victor. Tốt của Dũng Quang Nho. Vừa rồi là cơ hội thực sự nguy hiểm. Thành Thắng đang rất đau và người va chạm với Thành Thắng lại là Di Mario. Chúng ta sẽ xem tình huống này thì trọng tài Vũ Nguyên Vũ sẽ xử lý ra sao. Di Mario luôn là một cầu thủ chơi bóng rất tiểu xảo. Quá nhiều bài học cho cầu thủ này rồi và anh vẫn chưa rút kinh nghiệm. Đôi khi đó là tính cách. Chúng ta sẽ xem lại tình huống làm chậm pha bóng này. Người chạm đầu cuối cùng đó là Empande. Di Mario đã có một động tác đưa chân vào đầu của Thanh Thắng rất tiểu xảo. Xem lại tình huống này. Thực tế như nếu như có VAR trong pha bóng này thì sẽ cực kỳ phiền phức cho Di Mario. Cần phải có những sự nhắc nhở của trọng tài Vũ Nguyên Vũ đối với một cầu thủ thi đấu khá tiểu xảo như Di Mario.
Đây là một trận đấu thực tế là Hải Phòng chơi hay, chơi tốt, họ nhập cuộc rất hứng khởi, có bàn thắng sớm ở phút thứ 3. Sau đó là liên tiếp những cơ hội ép sân đối với đội chủ nhà. Nhưng bàn thắng thứ 2 thì chưa tới. Lúc này thì Hải Phòng đã bị đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh ghi được 2 bàn. Đều là những bàn thắng khá đẹp và tương đối bất ngờ. Bàn thắng sang bằng tỷ số 1-1 của Ngô Hoàng Thịnh thì không cần phải nói tới nữa rồi. Một trong những bàn thắng đẹp nhất tại V-League năm nay. Sau đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của tân binh Daniel Green, cũng là một điều rất đáng nói. Asahi, Maurizio, Maurizio đã không kiểm soát được cảm xúc và đã có những sự va chạm đến từ cầu thủ của cả hai đội. Di Mario cũng là một cầu thủ có thể nói là rất nóng tính. Và trong pha bóng vừa rồi thì Maurizio cũng sẽ phải xứng đáng nhận thẻ. Maurizio phải nhận thẻ với lỗi phản ứng trước, còn Di Mario thì cũng phải nhận thẻ vàng với lỗi phản ứng sau đó. Đây là thẻ vàng thứ 5 của Di Mario ở mùa giải này. Lỗi của Hải Huy với một tình huống vào bóng rất là mạnh mẽ. Và Maurizio đã mất bình tĩnh.